Wow, vui quá đi. Ui, bùn bùn bùn. Ôi trời, phòng này bừa bộn quá. Ra ngoài chơi đi các con, rồi ăn chiều xong nhớ dọn dẹp phòng nha. Xin lỗi mẹ ạ, tí nữa bọn con sẽ dọn dẹp phòng. Đi thôi George. Trong lúc đang nấu ăn thì heo mẹ nghe tiếng động ở bên ngoài. Là ai vậy nhỉ? Anh về rồi. Heo ba đã về và còn mang theo thứ gì đó. Ồ, heo ba mang một chiếc tivi màn hình lớn về nhà. Cái đó từ đâu ra vậy heo ba? Siêu thị đang giảm giá đấy. Cho anh qua giới, thứ này nặng quá. Ôi, anh làm bừa ra cả rồi. Ôi, xin lỗi heo mẹ nhé, anh sẽ dọn dẹp ngay. Trời ạ, lại làm đổ rồi. Heo ba à, anh đừng làm dở đồ nữa, qua đây giúp em dọn bếp đi. Đợi một phút, anh phải dọn bóng đèn dở đã. Ôi trời, không nặng quá. Nhà ta nhỏ lắm, không đủ chỗ để chiếc tivi lớn thế đâu. Anh phải trả lại đi thôi. Giờ em sẽ gọi các con giờ ăn chiều. Bếp ba, George, đến giờ ăn rồi. Mẹ ơi mẹ, xem bọn con tìm được gì nè. Mèo. Ta nuôi nó được chứ? Ồ không, nhà ta không đủ chỗ để nuôi mèo đâu. Mình định phải trả chiếc tivi này lại thôi. Mẹ rất tiếc, nhưng nhà ta không đủ chỗ để chứa hết chúng đợi đâu. Đợi đã mọi người, tôi có một bất ngờ dành cho các bạn đây. Nhìn này, đây là một ngôi nhà heo bếp ba khổng lồ. Ngôi nhà này rất cao, và nó cao hơn 22 inch. Nó còn có 1, 2, 3, 4 tầng khác nhau, với 1, 2 phòng ngủ, và 1 phòng làm việc cùng máy tính và chiếc thang dẫn lên gác mái. Có kính viễn vọng và mái nhà mở ra được để ngắm sao. Có đèn làm việc và dũng bùng để chơi đùa. Và cả ba bức tượng Bét Ba mặc áo bà tiên, George mặc áo khỉ con, và ngựa vằn Zoe sẽ đến khi ta đã chuẩn bị xong mọi thứ. Wow, nhìn phòng tắm kìa. Và căn bếp dễ thương này nữa. Vậy anh có được giữ lại chiếc tivi màn hình lớn không? Và chú mèo của bọn con nữa. Mẹ nghĩ là được. Yeah. Wow, tình tốt đấy. Ta hãy lấy nó ra khỏi hộp và ghép nó lại thôi. Wow, tốt lắm mọi người. Giờ ta sẽ vào trong và đặt vật dụng vào nhà. Theo tôi nào. Được rồi, bật đèn lên ở đây nhé. Tốt, nó hoạt động rồi. Đầu tiên, chúng ta sẽ đặt vào chiếc sofa màu tím. Giờ đến với nhà bếp thôi. Trước hết, chúng ta sẽ đặt chiếc tủ lạnh trắng này vào. Đặt tủ lạnh ở góc này trong đường đây. Hãy mở tủ ra để xem có món gì nào. Wow, nhìn chỗ thức ăn kìa. Chúng ta thêm thức ăn của mình vào nữa nhé. Những chiếc donut ngon lành này được không? Tôi cá chắc heo ba sẽ thích lắm đây. Ta để dành chúng lại đã. Tiếp đến sẽ là chiếc bàn ăn. Ta sẽ đặt nó ở đối diện chiếc tủ lạnh ở trong nhà bếp. Có một chiếc ghế và hai chiếc ghế. Giờ thì đến phòng của heo ba và heo mẹ. Ba mẹ sẽ cần giường ngủ. Các bạn có biết là lúc ở nhà cũ ba mẹ heo không có giường không? Họ sẽ thích chiếc giường này lắm. Và đây là chiếc bàn trang điểm để cho căn phòng ngủ thêm đẹp. Giờ là lúc để đến phòng của George và Bét Ba. Hai bạn cũng sẽ có giường ngủ và đây sẽ là chiếc giường đôi. Giường dưới có một chiếc chăn khủng long cho George. Và giường trên có chăn chấm bi cho Bét Ba. Thiệt quá phải không? Wow, trông đẹp lắm. Đây là phòng tắm và chúng ta sẽ đặt bồn tắm vào. Bỏm bỏm bỏm. Đây là bồn vệ sinh, có thể đóng mở nắp. Tôi sẽ đặt nó ở đây. Còn trong phòng làm việc, ta sẽ đặt vào chiếc máy tính để làm bài tập và xem video trên YouTube. Ta cần cả chiếc ghế làm việc nữa. Nhìn xem, nó xoay được này. Đặt nó ở dưới chiếc bàn máy tính nào. Còn đây là gì nhỉ? Một chiếc kính viễn vọng để ngắm những vật ở xa thật xa như là các ngôi sao, các hành tinh và mặt trăng. Đừng quên ta vẫn còn chiếc tivi màn hình rộng bật tắt được của heo ba cùng bể cá nhé. Hay quá, tôi nghĩ giờ đến lúc vào phòng khách rồi. Heo ba có vật dụng mới thì heo mẹ cũng nên có chứ nhỉ. Một cái lò nướng mới toanh bật lên được thì sao? Heo mẹ sẽ thích lắm đây.
đặt nó vào nhà bếp nào. Ồ, các bạn xem này, ngôi nhà trông đẹp lắm rồi, nhưng vẫn chưa xong đâu. Tôi vẫn còn vài việc để làm trước khi ta mời mọi người cùng đến xem nhà. Đầu tiên, ta cần bát đựng nước và thức ăn cho chú mèo cưng mới. Những bông hoa xinh đẹp này là để đặt lên bàn trang điểm của ba và mẹ. Hoa thích ánh nắng, nên ta sẽ đặt nó ở gần cửa sổ nhé. Nhìn ánh nắng đang nuôi dưỡng những bông hoa kìa. Giờ ta sẽ thêm vài thứ vào phòng của bếp ba và sọt. Ví dụ như chiếc đàn guitar này để chơi nhạc. Và đây là một chiếc thang máy đáng yêu để giúp các bạn leo lên giường. Có thích không nào? Đến lượt gác mái rồi, và đây là một mô hình quả địa cầu, hành tinh mà chúng ta đang sống. Đây là vài cây xương rồng đẹp đẽ để gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng. Nhưng đừng chạm vào vì chúng nhiều gai lắm. Ta sẽ thêm vài thứ ở bên ngoài nhé. Ôi, chắc là sẽ vui lắm. Đây là một cái hồ bơi. Ta đặt nó ở đây nào. Còn đây là chiếc ván lướt sóng đẹp tuyệt. Lướt sóng rất khó nhưng cũng rất vui đấy. Heo ba sẽ thích cái này lắm. Đây là chiếc bếp nướng thịt để nấu ăn ngoài trời. Căn nhà to lớn mới toanh cho bếp ba cùng gia đình đã hoàn thành xong rồi. Cùng xem nó trông tuyệt như thế nào nhé. Đến lúc để mà gia đình bếp ba đến xem rồi. Wow, căn nhà này to thật đấy. Cùng vào trong nhìn xem nào. Trong này tuyệt lắm. Vào đây nào mọi người. Don't forget Kitty guys. Tôi nghĩ là nó đói rồi. Ôi, mèo ngoan thật đấy. Chắc là nó đói lắm rồi. Nhìn nè, một vũng bùn. Nhìn các con kìa, hai đứa đi tắm đi. Dạ thưa mẹ. Thêm bong bóng xà phòng dao nào. Wow, tắm rửa thật là vui. Đến lúc thư giãn rồi, anh sẽ dùng thử chiếc tivi màn hình mới này. Còn em sẽ đi kiểm tra nhà bếp. It's Genevieve's Playhouse. Wow, chương trình ưa thích của mình. Ôi, nhìn đây, cây xương rồng. Cảm ơn mèo con nha, mày làm tốt lắm. Tôi nghĩ là mèo con muốn nằm ngủ ở trong phòng của bếp ba và trọt. Được rồi, giờ ta cùng quay lại với heo mẹ nào. Có lẽ mẹ chuẩn bị bỏ bánh donut vào lò nướng. Bếp ba và trọt đã sạch sẽ sau khi tắm xong rồi. Hai bạn sẽ mặc thử đồ mới. Bếp ba, Joe, heo ba ơi, xuống ăn nhẹ nào. Em nghe rồi chứ, đi thôi. Nào nào, thức ăn nhẹ đâu nào. Ngon lắm mẹ ơi, giờ chúng con đi chơi được chưa? Chơi vui vẻ. Chọc muốn nựng mèo con. Và bạn ấy sẽ chơi đàn guitar. Bếp ba thì muốn chơi ở trong văn phòng. Ô, một chiếc máy tính. Đêm trong thành phố và nhóm dũng sĩ dũng cảm đang tổ chức tiệc ngủ. Xin chào. Mình vào trong chơi cùng được không? Được chứ, mời vào. Ô, căn nhà đẹp quá. Cảm ơn Joe. Bạn có muốn lên tầng trên vẽ tranh không? Có, đi thôi. Đầu tiên, chúng ta cần màu xanh dương. Giờ là màu đỏ. Và màu vàng nữa. Bức tranh đẹp quá. Bếp ba, có gì trên đó vậy? À,
đó là gác mái. Bạn có muốn lên gác mái chơi không? Có chứ. Đến lượt bạn. Tuyết, nhìn kìa, quả địa cầu. Và kính viễn vông, cùng xem nào. Wow, mình có thể nhìn thấy vũ trụ, hành tinh có đốm đỏ to kia là sao Mộc. Và sao Thổ thì có một chiếc vòng xung quanh. Mình thấy được mặt trăng nữa. Có một chiếc tàu lửa hạ cánh trên đó. Là heo ong kìa. Sao, cho mình xem với. Là heo ong đấy, ong đang nhảy lên nhảy xuống. Các con, muộn rồi đấy. Chúng con vừa thấy heo ong ở trên mặt trăng. Và ông đang nhảy rất cao. Tuyệt lắm các con, đến giờ ngủ rồi. Gặp bạn sau nhé Joe. Chúc ngủ ngon bé ba. Ngủ ngon Joe. Thật tuyệt là mọi người đều có giường cho mình rồi. Nhưng mèo con đâu rồi? Mèo con à? Ngủ ngon thật đấy. Hôm nay là một ngày đẹp trời để cùng nhau nướng thịt. Dạ đi bơi. Ôi không, đừng mà mèo con. Ôi không. Ông vừa từ mặt trăng về đây. Ông không bỏ lỡ điều gì chứ các cháu.